Hôm nay anh em làm cái clip thay cao su lắp đây. Để lắp cho con vải ớt. Nói chung là những cái cao su này chạy nó cũ rồi, hay là trong quá trình sử dụng nó lâu ngày nó bị lão hóa. Thứ nhất nó khô cứng, thứ hai là nó ra các cái đầu này và mỡ nó phè ra đây. Đấy, rách này, mòn rách này. Thứ ba nữa là anh em làm là chơi bằng cái dây rút bằng cái lạt nhựa này là không chắc chắn nhá. Mình làm thì mình có những cái dụng cụ chuyên nghiệp của nó. Đây, như con này nó rách này, rách là thay đây. Đấy, tức là đai thít là lên bằng cái đai thít bằng inox rồi, nó chắc chắn hơn toàn bộ luôn này. Rất là chắc chắn luôn. Và lâu những cái nào mà cái cao su này là mới thay thì thôi. Đấy, còn những cái nó lâu quá rồi là mình nhìn cái cao su nó bị lứt. Lứt là cái tỷ lệ của nó là sẽ sớm bị rách thôi, thì mình lên thay thế để cho nó bảo toàn được cái lắp này. Nói chung là làm những cái việc này thì nó hơi mất thời gian chút, bởi vì khi tháo được những cái cao su là phải tháo toàn bộ sóc này, ốc giảm sóc này, ốc đầu lắp này. Đấy, bắt đầu mới lôi được ra. Đấy, mà khi lôi ra nó còn chảy cả dầu hộp số. Sau đấy là mình cần phải bơm dầu hộp số lại. Nói chung là lên chăm sóc đi thì tuổi thọ của những cái này nó mới bền. Những cái này nếu mà nó rách ấy là nước cát vào nó rất là nhanh hỏng. Cả cái đầu lắp ngoài thế nhá. Rất nhanh hỏng luôn đấy.